xử lý nghiêm người đứng đầu tham nhũng hoặc bao che tham nhũng. Truy tố cựu cán bộ công an và nhóm cát tặc hút trộm cát ở vùng biển Cần Giờ. Công an mời người tự nhận có khả năng cầu mưa dài hạn Lê Minh Hoàng tới làm việc. Truy tố cựu cán bộ công an và nhóm cát tặc hút trộm cát ở vùng biển Cần Giờ. Thưa quý vị và các bạn, nhóm cát tặc hút trộm hơn 74.600 mét khối cát tại khu vực Cồn Ngựa, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh vừa bị Viện Kiểm sát truy tố để xét xử về nhiều tội danh. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Trương Văn Trinh, Trương Văn Thắng cùng 39 tuổi, quê tỉnh Hải Dương về các tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và đưa hối lộ. Liên quan vụ án, Trịnh Văn Hưng, cựu cán bộ Cục Hậu cần Bộ Công an bị truy tố về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, 21 bị can khác bị truy tố về các tội gồm vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, rửa tiền, môi giới hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo cáo trạng, từ khoảng tháng 2 năm 2022 đến ngày 6 tháng 5 năm 2022, Trương Văn Trinh thuê các tàu khai thác cát trái phép và trực tiếp tổ chức điều hành nhiều thuyền trưởng, thuyền viên điều khiển các tàu hút cát trái phép tại khu vực Cồn Ngựa, huyện Cần Giờ để thu lợi bất chính. Căn cứ vào sổ sách, ghi chép, thu giữ, số cát thu giữ quả tang, xác định từ ngày 18 tháng 3 năm 2022 đến ngày 6 tháng 5 năm 2022, Trinh đã chỉ đạo nhóm cát tặc khai thác được 67.985 mét khối. Riêng đêm ngày 5 tháng 5 năm 2022 đến rạng sáng ngày 6 tháng 5 năm 2022, Trinh chỉ đạo 8 tàu hút cát khai thác trái phép cát tại khu vực Cồn Ngựa thì bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ. Lúc này các tàu đã hút được tổng khối lượng là 6.640 mét khối cát. Như vậy, với tài liệu chứng cứ thu thập được thì tổng khối lượng cát Trinh đã khai thác là 74.600 mét khối, trị giá tương đương hơn 9,4 tỷ đồng. Mặc dù Trương Văn Trinh chỉ khai nhận số tiền hưởng lợi là 47 triệu đồng, nhưng kết quả đối chiếu sau kê tài khoản ngân hàng đã phát sinh giao dịch từ 46 tỷ đồng đến hơn 49 tỷ đồng. Sau khi các tàu hút do Trương Văn Trinh quản lý, điều hành bị bắt, Trinh nhờ Trương Văn Thắng tìm người có khả năng lo lót, xin cho các tàu này không bị tịch thu mà chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính. Sau đó Thắng nhờ Bùi Văn Cường giúp. Cường liên hệ với Trịnh Văn Hưng, cựu cán bộ Cục Hậu cần Bộ Công an nhờ giúp. Hưng đồng ý và báo chi phí lo lót là 3 tỷ đồng. Trương Văn Trinh thông qua tài khoản của Bùi Văn Bản, cháu Trinh, chuyển 3 tỷ đồng cho Thắng. Thắng chuyển 500 triệu đồng cho Bùi Văn Cường. Nhận tiền, Cường chuyển 400 triệu đồng cho Trịnh Văn Hưng, giữ lại 100 triệu đồng. Ngày 10 tháng 5 năm 2022, Hưng dẫn Thắng đến Cục Cảnh sát Giao thông C08 Bộ Công an gặp người có thẩm quyền. Tại đây, Thắng trình bày việc mình có tàu khai thác cát bị bắt ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng không trực tiếp làm mà chủ thuê tàu giao cho Trương Văn Trinh. Sau đó, Thắng về tỉnh Hải Dương gặp 6 chủ tàu có tàu bị tạm giữ và yêu cầu họ ký tên vào giấy ủy quyền, giao 9 con tàu cho Thắng, nhưng ghi lùi ngày giao tàu là ngày 2 tháng 3 năm 2023. Tiếp đó, Thắng cùng ông Bùi Văn Song, Phó Bí thư Thường trực kiêm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Minh Hòa, thị xã Kinh Môn, chồng của một chủ tàu bị tạm giữ, đến Ủy ban Nhân dân xã Minh Hòa và nhờ bà Phạm Thị Hoa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã ký xác nhận, đóng dấu, phát hành sai quy định. Tuy nhiên, đến ngày 27 tháng 5 năm 2022, Thắng và Trinh vẫn bị Công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố bắt tạm giam, nên Hưng đã chuyển trả 400 triệu đồng cho Bùi Văn Cường. Quá trình điều tra, Trương Văn Trinh chỉ thừa nhận hành vi hút trộm cát. Đối với hành vi đưa hối lộ thì Trinh không thành khẩn khai báo. Trương Văn Hưng cũng không thừa nhận hành vi nhận hối lộ mà cho rằng đó là tiền Bùi Văn Cường cho Hưng mượn. Xử lý nghiêm người đứng đầu tham nhũng hoặc bao che tham nhũng. Thưa quý vị và các bạn, thời gian vừa qua cho thấy người đứng đầu ở một số nơi đã dung túng, bao che cho cán bộ tham nhũng, thậm chí họ đã tham nhũng, vi phạm pháp luật. Liên quan đến vụ án xảy ra tại tập đoàn Phúc Sơn, đến thời điểm đầu tháng 4 năm 2024, Bộ Công an đã khởi tố bắt tạm giam 17 bị can, trong đó có một bí thư tỉnh ủy, hai chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, một nguyên bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, một nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, một phó bí thư thường trực tỉnh ủy, cùng hàng loạt lãnh đạo tập đoàn Phúc Sơn và các đối tượng liên quan. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang củng cố tài liệu chứng cứ đối với sai phạm của các bị can đã khởi tố trong vụ án này.
đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các sai phạm của tập đoàn Phúc Sơn tại các địa phương và đơn vị có liên quan, áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước. Về vụ án này, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế buôn lậu Bộ Công an cho biết, thông qua điều tra vụ án, lời khai của một số bị can cho thấy, Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn, đã có hành vi chi phối lũng đoạn một số bị can trong Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc để trục lợi. Để làm việc này, Hậu dựa vào các mối quan hệ thân quen của người có chức vụ, quyền hạn. Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, đây là một vụ án lớn, một dạng tội phạm mới. Đây là hành vi rất nguy hiểm, không chỉ gây thiệt hại đối với tài sản của nhà nước, của nhân dân mà còn có thể ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hệ thống chính trị cấp cơ sở. Tiến sĩ Đinh Văn Minh, nguyên vụ trưởng vụ pháp chế Thanh tra Chính phủ cho rằng, vai trò trách nhiệm của người đứng đầu địa phương trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng là vô cùng quan trọng và cấp thiết. Và thực tế chúng ta đã có quy định của Đảng, quy định của pháp luật về trách nhiệm người đứng đầu trong việc nêu gương, trong triển khai các biện pháp phòng chống tham nhũng, cũng như việc người đứng đầu phải chịu trách nhiệm khi không thực hiện tốt hoặc để xảy ra tham nhũng. Tuy nhiên, thời gian vừa qua cho thấy người đứng đầu ở một số nơi, một số lúc chưa thực sự quan tâm đến phòng chống tham nhũng. Có những trường hợp dung túng bao che cho cán bộ tham nhũng, thậm chí là tham nhũng, vi phạm pháp luật, vì vậy cần đề cao các quy định về xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu cả về đạo đức, chính trị và pháp lý. Ông Đinh Văn Minh cho biết, có những trường hợp người đứng đầu dung túng, bao che, thậm chí nhúng chàm trở thành một sự vi phạm được che chắn, và thực tế nhiều địa phương đã có tình trạng như vậy. Cho nên vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cũng phải nhìn nhận một cách toàn diện. Trách nhiệm người đứng đầu không chỉ là trách nhiệm pháp lý, mà còn là trách nhiệm đạo đức và trách nhiệm chính trị. Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội thứ 13 đến nay, cơ quan chức năng đã thi hành kỷ luật 105 cán bộ diện Trung ương quản lý. Trong đó có 22 ủy viên, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, 2/3 đảng viên bị xử lý kỷ luật là do sai phạm từ nhiệm kỳ trước đó. Điều này cho thấy thái độ cương quyết, không có vùng cấm trong xử lý kỷ luật đối với các cán bộ, đảng viên vi phạm. Như Đảng ta đã nhiều lần khẳng định, cùng với xử lý nghiêm sai phạm, phải kịp thời thay thế những cán bộ bị kỷ luật, năng lực hạn chế, uy tín thấp theo phương châm, có vào, có ra, có lên, có xuống. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phân tích. Những ai đã chót nhúng chàm hay vi phạm kỷ luật, Đảng ta đều kiên quyết xử lý, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Công tác kiểm tra giám sát kỷ luật Đảng có đóng góp rất lớn vào công tác cán bộ. Những cán bộ nào chứng minh được bản thân qua thực tiễn thì chắc chắn sẽ được đề bạt, bổ nhiệm và sẽ tiếp tục được rèn luyện để trưởng thành hơn. Nhưng đồng thời Đảng ta cũng kịp thời đưa ra khỏi hàng ngũ những người không xứng đáng, những người đã vi phạm phải bị xử lý. Với sự tin tưởng, ủng hộ cùng sự giám sát của người dân thì các cấp ủy Đảng cũng cần thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra giám sát để phát hiện sớm, uốn nắn kịp thời những hành vi vi phạm, tham nhũng, tiêu cực ngay từ khi mới manh nha. Đặc biệt cần phát huy hơn nữa vai trò gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Đây là những yếu tố quan trọng góp phần tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới. Công an mời người tự nhận có khả năng cầu mưa dài hạn Lê Minh Hoàng tới làm việc. Thưa quý vị và các bạn, được giới thiệu cầu mưa dài hạn cho thành phố Hồ Chí Minh, cũng như các tỉnh thành phía Nam gây xôn xao dư luận, ông Lê Minh Hoàng đã bị công an mời tới làm việc. Hôm qua, một lãnh đạo công an huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đã mời ông Lê Minh Hoàng, sinh năm 1967, ở xã Mỹ Thành, tới làm việc liên quan nội dung ông này được giới thiệu cầu mưa dài hạn cho thành phố Hồ Chí Minh, cũng như các tỉnh thành phía Nam. Theo các nhà chức trách, sau khi nắm được thông tin, ông Lê Minh Hoàng được tiến sĩ Nguyễn Hoàng Điệp, giám đốc Trung tâm Dịch thuật, Dịch vụ Văn hóa và Khoa học, Công nghệ thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam giới thiệu với Chi cục Thủy lợi thành phố Hồ Chí Minh, bởi có khả năng cầu mưa, huyện đã chỉ đạo công an địa phương mời ông Hoàng tới làm việc. Hiện chưa có kết luận cụ thể, song từ trước đến nay, địa phương chưa từng ghi nhận năng lực cầu mưa của ông Hoàng. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức thông tin và cho biết Ủy ban nhân dân huyện đang chờ báo cáo cụ thể để có các bước tiếp theo và xem xét hình thức xử lý đối với người này. Cùng với đó, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện cũng yêu cầu giám đốc hợp tác xã Mỹ Thành kiểm điểm vì ký xác nhận cho ông Lê Minh Hoàng có khả năng cầu cho cây lúa bớt đổ vào năm 2023. Quan điểm của huyện, đây là vụ việc có tính chất mê tín dị đoan. Do đó, cán bộ xã ký xác nhận cho sự việc này là khó chấp nhận. Trước đó, mạng xã hội xôn xao văn bản của tiến sĩ Nguyễn Hoàng Điệp, giám đốc Trung tâm Dịch thuật, Dịch vụ Văn hóa và Khoa học Công nghệ,
thuộc Liên hiệp các Hiệp hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam ký giấy giới thiệu ông Hoàng, người có khả năng cầu mưa nhưng chưa kiểm chứng, gửi đến Chi cục Thủy lợi Thành phố Hồ Chí Minh. Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Điệp cũng xác nhận với báo chí văn bản trên đúng là do cơ quan của ông gửi đi. Ông Lê Minh Hoàng có đến gặp ông nhiều lần và nhờ Trung tâm Dịch thuật và Khoa học Công nghệ giới thiệu với các tỉnh phía Nam đang bị hạn hán. Tuy nhiên, khả năng của ông Hoàng có làm được điều ấy hay không thì phải qua thực tiễn, ông Điệp chưa kiểm tra. Trong văn bản, ông cũng nói rõ là chưa khẳng định.